Good morning các bạn, sáng nay các bạn thấy là thị trường crypto cũng có một cái màu xanh nhẹ Chúng ta thấy là Bitcoin đã tăng 0,82% ở cái mức là 10.740 Ethereum thì cũng tăng 1,08% ở cái mức là 358 đô Và một số nhiên đồng lớn khác cũng có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay như là XRP, Litecoin, BNB vân vân. Và chúng ta nhìn vào thị trường cổ phiếu ngày hôm nay các bạn thấy được là chứng khoán của Hoa Kỳ Chúng ta nhìn vào cổ phiếu thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones hôm nay có lúc đã tăng hơn 500 điểm, tăng 1,78% ở mức hiện tại là 488 điểm. Chỉ số S&P 500 đã tăng 47 điểm, 1,41% và Nasdaq đã tăng 156 điểm, 1,41%. Thì chúng ta thấy được là các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã tăng lên. Vàng thì không được tốt lắm, ngày hôm nay đã xuống 0,23% ở mức là 1898 cho một ounce vàng. Nhưng mà các bạn thấy được ít ra thì Bitcoin cũng đi theo cái xu hướng của chứng khoán hồi sáng này là có sự tăng trưởng nhẹ và chứng khoán thì đi tăng trưởng cũng khá lớn ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào những gì đã xảy ra ngày hôm qua thì các bạn thấy được là tối ngày hôm qua thì cái cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và người ứng cử viên chính là Joe Biden đã diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên ở Cleveland, Ohio. Thì những mấy nào mà thêm trực tiếp thì có thể là comment ở phía dưới để chia sẻ cảm nghĩ của các bạn về cái cuộc tranh luận ngày hôm qua. Thuận hôm qua cũng đã xem trực tiếp và mỗi người thì đương nhiên sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà một trong những điều mà chúng ta nhận được hồi sáng này khi mà chúng ta nhìn vào những cái cuộc bỏ phiếu, những cái poll thì các bạn nhìn vào những cái poll như là cái poll của CNN, CNN survey. Hay là chúng ta à, nhìn vào những cái poll khác như là cái poll của CBS News. Uh, CBS News, YouGov Survey tất cả đều cho là người mà có cái phần trăm thắng lợi nhiều hơn ngày hôm qua đó chính là Joe Biden chứ không phải là tổng thống Donald Trump. Phần trăm đương nhiên khác nhau giờ mà cái poll nhưng mà hầu hết là như vậy. Các bạn có thể tin hay là không tin vào những cái phần trăm, những cái poll này nhưng mà đây là những cái tài liệu được chia sẻ bởi những nhà báo và đây chính là tài liệu mà nhiều người nhận được hồi sáng nay thì chúng ta cũng đã thấy là tối hôm qua chúng ta cũng đã thấy cái sự phản ứng của thị trường future của cổ phiếu đã có xu hướng là đi xuống tại vì các bạn cũng đã thấy là nhiều người thì cho là nếu như mà cơ hội mà Joe Biden lên bằng tổng thống thì trong thời gian ngắn hạn thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ không được tốt lắm tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái thuế mà công ty phải đóng đương nhiên là sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và có thể ảnh hưởng đến công an việc làm cho nên nhiều người thì cho là khi mà chúng ta nhìn vào hai ứng cử viên tổng thống donald trump và ứng cử viên joe biden thì các bạn thấy được là nhiều người thì cho là tổng thống trump thì có thể là có cái chính sách liên quan tới thuế cho công ty là tốt hơn là joe biden khi mà chúng ta nói về sự ảnh hưởng đối với thị trường chứng khoán cho nên khi mà nhiều người cho là joe biden có cái phần trăm thắng nhiều hơn ngày hôm qua thì những người mà trade future đã nghĩ là thị trường sẽ xuống ngày hôm nay cho nên giá đã xuống nhưng mà sáng hôm nay chúng ta đã nhận được một cái thông tin mà nhiều người cho là rất là lạc quan đó chính là liên quan đến lời phát biểu của Steve Mnuchin có nghĩa là Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Hoa Kỳ thì Steve Mnuchin nói là bây giờ là đang suy nghĩ thận trọng về cái đề xuất có hỗ trợ mới nhất được chia sẻ bởi đảng Dân Chủ, bởi Nancy Pelosi. Thì Steve Mnuchin nói là sẽ suy xét cẩn thận và có thể là có khả năng là hai bên có thể ngồi xuống đàm phán thành công cái gói hỗ trợ kế tiếp và đương nhiên là một trong những điều mà nhiều người đang trông chờ trong gói hỗ trợ kế tiếp thứ nhất đó chính là liên quan đến tiền giờ đến người dân 1.200 đô và thứ nhì đó chính là gia hạn tiền thất nghiệp 600 đô một tuần và hai điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với cái xu hướng của thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn hạn. Cho nên hôm nay khi mà nghe được thông tin được chia sẻ bởi Steve Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ là có thể là thành công đàm phán cái gói hỗ trợ kế tiếp thì thị trường chứng khoán đã có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay và các bạn thấy được là cái sự tương quan giữa chứng khoán và Bitcoin đã có sự tăng trưởng trong thời gian gần đây cho nên đây là một chuyện lý do tôi nghĩ là tại sao mà chúng ta thấy là cái giá của Bitcoin cũng đã tăng trưởng ngày hôm nay và đương nhiên là Bitcoin sẽ kéo theo cả thị trường crypto và khi mà chúng ta nhìn vào những gì sẽ xảy ra trong thời gian vài tuần tới đây thì chúng ta sẽ thấy có thêm một số những cái cuộc tranh luận kế tiếp các bạn thấy là cuộc tranh luận đầu tiên ngày hôm qua đã diễn ra ở Cleveland, Ohio ngày 29 tây tháng 9 ngày 7 tây tháng 10 sẽ là cuộc tranh luận giữa hai người đó chính là phó tổng thống Mike Pence và người được đề cử làm phó tổng thống của Joe Biden đó chính là Kamala Harris là ngày 7 tây tháng 10 ở Salt City, Utah và ngày 15 tây sẽ là cuộc tranh luận à, giữa tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden tại Miami, Florida và ngày 22 tây tháng 10 đó chính là cuộc tranh luận cuối cùng giữa Donald Trump và Joe Biden ở Nashville, Tennessee và sau đó chúng ta thấy là bầu cử đã đến tháng 11 thời gian không còn nhiều nữa và thị trường trong thời gian này thường nghĩ là sẽ có cái sự trao đảo rất là nhiều nhất là khi chúng ta tiếp tục nhận được thêm nhiều thông tin đến từ cả hai bên liên quan đến những chính sách kế tiếp như thế nào Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và tôi muốn dành một ít thời gian để mà trả lời hai câu hỏi mà thường nhận được từ các bạn trong thời gian mấy ngày qua nhưng mà nào mà đã tham gia vào cái chương trình ưu đãi đăng ký để nhận được những điểm snap miễn phí mà các bạn vẫn chưa nhận được là lý do tại vì cái ưu đãi đó đã hết hàng vào ngày 28 mươi tháng 9 thì trong vòng 7 ngày những mà nào mà đã đăng ký thì sẽ nhận được cái số điểm snap như đã hứa nhưng mà các bạn phải chờ từ đây cho đến ngày năm tây tháng 10 nếu như mà tới cuối ngày năm tây tháng 10 mà các bạn vẫn chưa nhận được thì bạn có việc để lại comment ở Facebook, ở trên Twitter hay là ở trên Telegram hay là trên YouTube để lại comment với lại cái UID của các bạn và nói là các bạn chưa nhận được thì thường sẽ nhắn tin SnapX để mà xử lý cho các bạn nhưng mà các bạn cần phải đợi cho đến ngày năm tây tháng 10 SnapX nói là trong vòng một tuần sẽ xử lý hết những điểm Snap này cho các bạn và liên quan đến cái giải United World Trading SnapX thì đội Thompson Capital bây giờ là đứng hạng thứ sáu cảm ơn những bạn nào mà đang tham gia thi đấu trong cái cuộc thi đấu giải SnapX này. Và một câu khác nữa muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới một số bạn à, nhắn tin thỏa thuận liên quan tới đào đồng UNI Thì các bạn thấy được là Thuận đã tham gia vào cũng khoảng chừng là 2 ngày Bây giờ cái số lượng đồng UNI mà Thuận có mà chưa lấy ra là khoảng 2,6 đồng UNI dùm Uniswap Thì hiện bây giờ Thuận chừng cũng chưa có lấy ra được Các bạn có thể claim bằng cách là bấm vào cái claim này để lấy cái số đồng UNI có để mà đưa số đồng này vào ví các bạn nếu như mà các bạn muốn rời khỏi mà không tham gia vào Staking hay là cung cấp liquidity cho Uniswap nữa thì các bạn có thể bấm vào withdraw để mà lấy cái đồng LP token của mình ra. Sau đó sẽ đổi ra được cái đồng Ethereum và Wrapped BTC. Nhưng mà cái tỷ lệ sẽ là cái tỷ lệ của cái pool hiện tại. Thùng vẫn chưa có withdraw hay là thùng vẫn chưa có claim tại vì khi mà các bạn bấm vào claim, các bạn sẽ thấy được là khi mà thùng bấm vào claim token thì chúng ta thấy được là các bạn phải trả một cái phí ở trên cái ví MetaMask bây giờ là cái phí đó lên tới là 9 đô la cho nên khi mà các bạn muốn claim đồng Uniswap thì các bạn cần phải có một cái số lượng cao hơn chứ nếu không thì các bạn phải trả cái phí mà không đáng tại vì các bạn thấy được là thường đang thử nghiệm với cái số lượng Ethereum là tổng cộng chỉ có 20 đồng Ethereum mà thôi cho nên cho đến khi nào mà cái số này lên tới một cái con số cao hơn thường mới claim. Bây giờ thường muốn chia sẻ một số những cái thông tin liên quan tới giá cả ngắn hạn của Bitcoin và các bạn thấy là cho tới bây giờ chúng ta thực sự vẫn không có một cái xu hướng ngắn hạn nào khi mà chúng ta nhìn vào những cái tài liệu on chain nghĩa là những cái tài liệu trên mạng lưới Bitcoin cũng như là những cái tài liệu trên những sàn giao dịch liên quan tới Bitcoin thì trước hết chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đây gọi là cái biểu đồ bulls và bears thì biểu đồ này là một cái biểu đồ mà đi theo những cái ví lớn những cái ví mà có cái lượng giao dịch trong vòng 24 tiếng đồng hồ là một phần trăm hay là hơn một phần trăm của tổng số lượng giao dịch trong ngày hôm đó thì các anh thấy được là một người nào đó trong một ví mà mua cái số lượng bitcoin bằng một phần trăm hay là hơn một phần trăm của tổng số lượng BTC giao dịch trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì có thể coi như người này là tin tưởng là giá cả sẽ đi lên và ngược lại người nào mà bán một phần trăm hay là hơn một phần trăm của tổng cái số lượng giao dịch từ một cái ví trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì coi người này nghĩ là giá đi xuống và các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua đã có 32 lần việc này đã xảy ra Và 32 lần này các bạn thấy đã chia điều 16 và 16 Nghĩa là 16 đợt là có cái số lượng Bitcoin lớn được thu mua vào Và 16 đợt là có số lượng Bitcoin lớn được bán ra Cho nên các bạn thấy được là bây giờ nhìn vào cái tỷ lệ Bolsver này Thì các bạn sẽ thấy là những cái ví lớn thì hầu như là phân nửa phân nửa Không có một cái xu hướng nào là ấn định kế tiếp chúng ta nhìn vào đây là một cái thống kê gọi là in và out of the money thì cái thống kê này cho các bạn thấy được là bao nhiêu đồng bitcoin nằm trong những cái ví mà đang có lời thì năm sao chúng ta biết được là những bitcoin đã có lời thì thật ra mà nói là trên mạng lưới của btc những cái công ty như là Intuitive Block hay là CryptoQuant Họ chỉ có thể là lấy những cái thông tin cái đợt cuối cùng giao dịch Bitcoin Đi vào cái ví đó là khi nào thì coi như đó là cái giá mà thu mua vào Thì cho đến ngày hôm nay các bạn thấy được là cái số lượng ví Mà so với cái giá hiện tại là khoảng 10.800 đô mà vẫn có lời vẫn còn rất là nhiều có nghĩa là 81,36 phần ví đang lưu trữ BTC vẫn còn có lời chỉ có 11,53 phần là đang bị lộ ở thời điểm hiện tại nghĩa là phần đông vẫn còn có lời kế tiếp chúng ta nhìn vào cái thông tin đây là thông tin liên quan tới là holders có nghĩa là bao nhiêu người đang lưu trữ Bitcoin bao nhiêu ví chứ thực ra chúng tôi không biết được là bao nhiêu người tại vì các bạn thấy là một ví có thể là phụ thuộc vào nhiều người như là ví của sàn hay là ngược lại một người có thể có nhiều ví thì chúng ta nhìn vào cái thông tin này thì các bạn thấy được là cái số lượng ví mà lưu trữ Bitcoin hơn một năm thì càng ngày lại càng tăng lên cho mình thấy được là trong vòng một năm qua từ tháng 9 năm 2019 cho tới bây giờ thì mỗi tháng đều tăng lên một chút có nghĩa là sao có nghĩa là càng ngày chúng ta lại càng có nhiều người lưu trữ Bitcoin hơn một năm có nghĩa là càng ngày lại có càng nhiều người đầu tư Bitcoin lâu dài hơn kế tiếp chúng ta nhìn vào cái số thời gian trung bình mà một người nào đó lưu trữ Bitcoin thì các bạn có thể đoán được là bao nhiêu hay không. Thì theo thống kê của internal block thì cái số lượng người mà lưu trữ bitcoin khi mà chúng ta nhìn vào những cái ví Thì cái số lượng ví giữa bitcoin đó trung bình là 3,15 Có nghĩa là những người nào mà lưu trữ bitcoin thì các bạn thấy là phần lớn vẫn là lưu trữ lâu dài Thực ra cái số lượng người mà lưu trữ lâu dài nhiều hơn là cái số lượng trader rất là nhiều Cho nên các bạn thấy được là trung bình tất cả những cái ví trên mạng lưu bitcoin là lưu trữ bitcoin là khoảng năm Kế tiếp chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin được đưa lên trên những cái sàn giao dịch và có thể được đây là cái thống kê chung cho những cái sàn như là Binance, Coinbase, Huobi, Kraken, OKX, Gemini, Bitstamp, Bitfinex, Luno và Poloniex thì các bạn thấy được là đây là cái thống kê trong một tháng qua thì ở cái thời điểm hiện tại cái đường màu xanh này các bạn thấy là cái đường màu xanh này khi mà xuống dưới cái đường chấm chấm màu đen này có nghĩa là cái số lượng Bitcoin nạp vào ít hơn là cái số lượng Bitcoin được lấy ra khỏi sàn ở thời điểm hiện tại các bạn thấy được là đó vẫn là sự thật có nghĩa là cái số lượng bitcoin được rút ra nhiều hơn là cái số lượng bitcoin được đưa lên sàn rất là nhiều đương nhiên nhiều người cho đây là một cái dấu hiệu là giảm đi cái sự nguy hiểm bị xả hạn nhiều tại vì ngược lại khi mà các bạn thấy là chúng ta có một cái số lượng bitcoin lớn được đưa lên trên sàn mà cái số lượng rút ra lại không có nhiều thì có nghĩa là sẽ có rất nhiều bitcoin trên sàn và các bạn cũng có thể hiểu được là tại sao người nào đó lại muốn đem nhiều bitcoin lên trên sàn để làm gì thì một là để hù các bạn, còn hai là họ đem lên để mà bán. Và chúng ta nhìn vào cái tài liệu kế tiếp, đó chính là tài liệu liên quan đến cái độ sâu của những cái sàn giao dịch. Và chúng ta chỉ nhìn vào ba sàn lớn bây giờ, đó chính là Binance, Coinbase và Kraken. Thì các bạn thấy được là nếu như mà giá Bitcoin tăng lên từ 0,10% đến 0,5% thì cái số lượng mà lệnh đặt bán bây giờ cũng không có nhiều thực ra lên tới 1% cũng không nhiều cho đến khi nào các bạn lên tới là Bitcoin tăng 5% từ cái giá hiện tại có nghĩa là tăng cái cái mức là khoảng chừng là các bạn thấy là 6-700 đô thì lúc đó chúng ta mới thấy được là cái số lượng lệnh bán đang chờ là rất là nhiều là khoảng 5.530 đồng Bitcoin đang chờ để mà bán ở cái mức này như là cái mức này là tăng 5% với cái giá hiện tại là 10.800 là khoảng 11.000 344 và ngược lại khi mà các bạn thấy được là Bitcoin nếu như xuống 0,5% hay là xuống 1% thì cái lực hỗ trợ cũng không có nhiều mãi cho đến khi mà các bạn thấy được Bitcoin xuống 5 tới 10% thì lúc đó các bạn thấy được là cái số lệnh đặt mua chờ sẵn là rất là nhiều. Nếu như mà xuống 10% thì có tới 8.700 đồng BTC lệnh đang được đặt mà chờ sẵn trên những sàn như là Binance, Coinbase hay là Kraken Cho nên thì bây giờ chúng ta thấy được là cái giá của BTC cũng khá là ổn định ở cái thời điểm ngắn hạn Bạn có thể di chuyển trong phạm vi là 1% mà thôi nếu như mà hơn nữa thì các bạn thấy được là sẽ có rất là nhiều người chờ sẵn đi mua ngược lại nếu như mà tăng mạnh thì sẽ có rất nhiều người chờ sẵn đi mà bán và chúng ta nhìn vào những cái thông tin như những cái mạng xã hội thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Telegram thì trên Telegram thì dựa theo cái thống kê này của Blog thì có tổng cộng là các bạn thấy là họ đã xem tài liệu lên tới là hơn 1.000 những cái thông tin nhắn trên Telegram thì 1.000 này trong vòng 7 ngày vừa qua thì họ cho là phần lớn 963 những tin nhắn liên quan tới Bitcoin trên những cái Telegram bây giờ là phần lớn là neutral nghĩa là không có cho thấy được dấu hiệu là người ta nghĩ là giá sẽ tăng hay là giá sẽ xuống và các bạn thấy được cũng tương tự nhìn vào tài liệu trên Twitter thì trong vòng 7 ngày qua các bạn thấy được là tổng cộng chúng ta có cái số lượng tweet liên quan tới Bitcoin rất là nhiều Các bạn thấy được là cái số lượng có thể lên tới là hơn 150.000 tweet trong vòng chỉ có 7 ngày Và trong vòng 7 ngày này thì các bạn thấy là phần lớn 102.365 tweet ở trên Twitter Thì vẫn cho thấy là giá của BTC sẽ đi hàng ngang Không có dấu hiệu gì cho thấy là nhiều người đang lên trên Twitter để mà đưa những thông tin là giá sẽ tăng hay là giá sẽ giảm. Thì những cái thông tin mà Thuận mới vừa chia sẻ với các bạn là đến từ một cái dịch vụ gọi là Into the Thuận vẫn đang tìm hiểu dịch vụ này. Các bạn có cảm thấy những thông tin này có giá trị hay không? Các bạn comment ở phía dưới để Thuận biết được các bạn nghĩ sao về những cái thông tin liên quan đến những cái tài liệu ở trên sàn cũng như những tài liệu trên mạng lưới của BTC. Thì bây giờ chúng ta hãy quay trúng thưởng cho những bạn nào mà đã để lại comment và UAD của XenAppX của mình trong cái video là 721 thì trước hết Thuận cần phải copy cái địa chỉ của video này sau đó chúng ta vào trang web comment picker sau đó Thuận sẽ để cái URL này vào comment picker và sẽ lấy cái số comment của video này, này ra thì trong khi chờ đợi những mà nào mà có hứng thú thì các bạn chỉ cần là để lại cái comment với lại cái UID của XenAppX của mình thì sẽ được cơ hội để mà trúng 100 đồng USDT được gửi trực tiếp vào trong ví của sàn NepX của các bạn và đây sẽ là bạn thứ bảy được nhận cái phần thưởng này chúng ta chỉ còn thêm ba bạn nữa mà thôi tại vì các bạn thấy được là sau video này chỉ còn thêm hai video nữa tại vì cuối cùng chỉ có 10 bạn là sẽ được cái phần thưởng này bây giờ chúng ta hãy bấm vào cái nút star để coi các bạn nào sẽ là bạn may mắn được chọn trong cái video ngày hôm nay và bạn đã thắng cuộc trong video ngày hôm nay đó chính là bạn MMO 4.0 với cái UID là 10587891. cảm ơn bạn đã để lại comment và chúc mừng bạn đã chiến thắng thuận sẽ nhắn tin cho sàn Nepex để họ có thể gửi 100 đồng USDT vào chương mục của bạn trong thời gian sớm nhất và bạn đã là người thứ bảy được thắng cuộc trong cái đợt ưu đãi này và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuần capital trên những cái mạng xã hội để nhận được những cái thông tin mới nhất thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin như là telegram channel facebook và twitter và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch crypto thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital như là ưu đãi của sàn NEX, đăng ký thông qua link của thuần capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là sàn Binance. Các bạn có thể đăng ký thông qua link của Thuận Capital, các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi. Bấm vào link đăng ký các bạn sẽ để ý là ở phần phía dưới sẽ có cái chữ đó chính là kickback rate 20%. Và các bạn cũng có thể tham gia những sàn như là sàn Margin Bybit, sàn Coinbase, sàn Metano và dùng BlockFi. Đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có rất là nhiều nguy hiểm và rủi ro cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm và rủi ro cao và nhất là những bạn nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm rủi ro lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào trading crypto bản thân thuận tôi đã chia sẻ là thuận chỉ thích đầu tư lâu dài và chỉ thích trung bình giá và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn